Tối ngày 29 tháng 10 theo giờ Việt Nam, trong khuôn khổ tham dự hội nghị sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 và thăm làm việc Vương quốc Ả Rập Xê Út, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Hoàng Thái tử, Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Hoàng Thái tử, Thủ tướng Mohammed bin Salman bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Ả Rập Xê Út, dự và phát biểu với tư cách là khách mời chính của hội nghị sáng kiến đầu tư tương lai. Hoàng Thái tử, Thủ tướng khẳng định sự tham gia của Việt Nam, một quốc gia tiêu biểu về phát triển kinh tế năng động tại châu Á, mở ra cơ hội mới cho các nhà đầu tư, đóng góp quan trọng cho thành công của hội nghị và cho chiến lược phát triển trong khu vực. Trong không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, hai thủ tướng nhất trí thúc đẩy tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đưa hợp tác kinh tế thành trụ cột chính trong quan hệ song phương, đưa Ả Rập Xê Út trở thành một trong các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam và hướng đến nâng kim ngạch thương mại song phương lên trên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Xác định trụ cột hợp tác tương lai của hai nước là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Thủ tướng Phạm Minh Chính khuyến khích Ả Rập Xê Út đầu tư vào các lĩnh vực, dự án chiến lược mang tính biểu tượng đột phá tại Việt Nam, xem xét xây dựng trung tâm trung chuyển dữ liệu dầu thô và sản phẩm lọc hóa dầu tại Việt Nam để xuất khẩu sang các thị trường tại Đông Nam Á, khai thác tiềm năng phát triển ngành hala của Việt Nam. Hoàng Thái tử, Thủ tướng Ả Rập Xê Út nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đề nghị hai bên chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục trao đổi để cụ thể hóa các nội dung hợp tác. Việt Nam là nước duy nhất trong 4 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới có thị phần tăng trưởng ở các thị trường. Đây là cơ sở để ngành dệt may phấn đấu mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Đây là nhận định của Bộ Công Thương về xuất khẩu dệt may 9 tháng qua. Theo đó, thị trường Hoa Kỳ tăng từ 17,6% lên 18,3%. Châu Âu tuy nhập khẩu dệt may giảm khoảng 5,5%, nhưng hàng dệt may của Việt Nam vẫn giữ được thị phần ở thị trường này khoảng 4,4%. Tình hình sẽ tiếp tục cải thiện trong những tháng cuối năm và đầu năm sau nhờ yếu tố chu kỳ, đơn hàng dồi dào. Trong 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may và may mặc của Việt Nam tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.